Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Một buổi sáng từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Sáng thức dậy thì mình cũng phải tranh thủ phải đi làm để lo công việc. Ở đâu cuộc sống cũng phải làm mới có ăn. Chẳng ai mà đem cho mình bất cứ gì cả. Mình phải lao động, phải mưu sinh. Các bạn thấy ở Việt Nam, đất nước quê hương, một buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng thì từ những người mà nông dân, những người lao động phổ thông, mọi tầng lớp xã hội, họ nhộn nhịp bước vào cái cuộc sống của buổi sáng ở quê nhà. Đường xá, xe cộ, quán xá, người bán kẻ mua rất là tấp nập. Đó, các bạn thấy xe cộ thì chen chúc nhau để đặng mà họ đi để lo cái công việc của họ trong một buổi sáng. Anh chị em các bạn thấy ở quê nhà, mà trong khi đó hiện nay tình hình thế giới thì rất là nghiêm trọng nha anh chị các bạn. Ở châu Âu thì nó biểu tình rồi chiến tranh loạn lạc rồi cuộc sống mưu sinh của người dân trăm bề vất vả và khổ sở ở những cái xứ gọi là tam quyền phân lập. Những cái thành phần mà ngụy nô, cái đám cờ vàng cờ chó Việt Tân đồ, mấy cái thành phần mà khùng khùng điên điên dở hơi ở hải ngoại mà lên mạng thì lập kênh bắt đầu đi chống cộng, chửi cộng sản để kiếm cơm. Các bạn thấy nó xuyên tạc đủ mọi cách mọi kiểu. Có bao giờ mà anh chị các bạn thấy tụi nó lên mạng nó phân tích thì nó chia sẻ về những đời sống thật sự ở những cái xứ mà gọi là tam quyền phân lập đâu? Các bạn biết cái tam quyền phân lập nó chỉ để trị những cái dân, những cái đám mà di dân mà ô hợp, chứ không phải tam quyền phân lập để làm cho cái đất nước quốc gia nó tốt hơn. Tam quyền phân lập nó là một cái chủ trương của bọn tài phiệt, các bạn nên nhớ như vậy. Ngay cả nước Mỹ hồi lúc đầu nó thành lập nó cũng đâu có tam quyền phân lập một cái khô rồi đâu, nó cũng mị dân. Các bạn thấy từ ông George Washington mà khi ông nắm quyền nó lập ra để đặng mà phù hợp lúc đầu cho những cái nhóm dân da trắng của tụi nó thôi, còn những cái dân da màu khác cũng nô lệ, rồi phải mua bán nô lệ, rồi con người ta thì cũng những cái dân da màu khác là dân hạng bét của nước Mỹ, sống thì viết khoanh tay cúi đầu già thưa, còn dân da đen thì nó đem nó bán buôn. Sau này tình hình thế giới nó thay đổi, cái thằng tư bản tổng tài phiệt nó thay đổi chiến thuật của nó để làm sao mà nó mị dân, nó trị những cái thành phần mà ngu dân thôi. Mấy cái đám mà dân chú cụi, dân trong nước, tôi lên mạng tôi đi vô xem một cái đám ở ngoài Nghệ An mà nó bất mãn cơ chế chèn cơ, tôi danh luận với nó cả mấy ngày nay. Các bạn biết không, biết là những cái sự bất mãn của nó, cái giống gì Việt Nam nó cũng bất mãn, mà làm ăn thì nó không chịu lo làm ăn, mà cứ ngồi đó chê bai chỉ trích xuyên tạc đủ thứ kiểu đủ cách. Chứ tôi nói những cái thứ mà tam quyền phân lập như kiểu Mỹ mà hay châu Âu đồ nó áp dụng vào giờ Việt Nam, dân Việt Nam không có chịu nổi, tại vì nó đòi hỏi cái vấn đề mà chịu đựng về vấn đề sự hà khắc của pháp luật. Bởi những người mà đấu tranh dân chủ cụi đồ trong nước, các bạn thấy lên mạng nhiều ông theo bác theo đảng rồi bất mãn cũng quay qua bị tụi chống cộng hải ngoại nó cho ăn bánh vẽ, cũng mê lên bắt đầu làm thơ làm văn, rồi bắt đầu xuyên tạc chống phá cơ chế, chẳng là cái ôn gì chứ. Mà tới chừng ra được hải ngoại rồi, con nào thằng nào chống cỡ nào chống, bắt đầu ra tới hải ngoại rồi dân bản xứ nó cốc đầu con chó. Các bạn nhìn thấy con Nguyễn Ngọc Diêu Quỳnh, các bạn thấy có cái biệt danh là mẹ nấm á. Nước bây giờ mới nói là tôi nước Mỹ không không vĩ đại như tôi nghĩ. Các bạn thấy nhục nhã, Bùi Kiếm Thành đồ ở trong nước cũng quậy tan nát hết, rồi qua tới Mỹ, Mỹ nó còng tay lên, nó còng tay xuống, nói toàn là khùng khùng điên điên dở hơi. Bây giờ có cái thằng khùng, mấy cái thằng mà vô học như cái thằng Trương Quốc Huy, các bạn thấy nó lên mạng rồi bắt đầu xưng tên dỗ cực, mở kênh rồi kiếm ăn, rồi bắt đầu
ngó về Việt Nam không à, ngó Việt Nam bắt đầu xuyên tạc chống phá vậy, mà cũng có một cái lượt cả triệu người theo để đặng mà nghe nó, bởi vì đấy nó mù quáng những cái thứ tam quyền phân lập, nó chỉ là mị dân xảo trá, bị bọn lừa đảo. Rồi các bạn thấy còn những cái bọn chính trị gia tài phiệt, nó phạm pháp phạm tội, nó tham nhũng tham ô, có thằng nào đi tù đâu à, rồi không được từ chức xuống về nghỉ à, thằng nào kiếm được tiền bạc trăm triệu thì về cái hưởng thụ. Còn ở Việt Nam các bạn thấy từ từ tướng lãnh bộ trưởng cho tới thế này thế nọ rớt đài à, là phải vô lò bắt trọng hết, càng làm cho đất nước trở nên trong sạch. Cái chính sách và cơ chế các bạn thấy những cái thứ thành phần quan liêu địa phương ngày càng được chấn chỉnh, còn ở nước ngoài không được, ở những cái xứ mà gọi là tam quyền phân lập mỹ dân các bạn thấy à, từ chức đấy, một cái ông mà tổng thống Mỹ đương kim các bạn thấy nói về hệ thống gia đình mà ngay cả ổng nó tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong gia đình đi ra, mà nó thách thức cả một hệ thống pháp luật, ai đụng ai dám đụng nó vẫn ngồi tổng thống, làm tổng thống hiên ngang các bạn thấy đó. Bởi vì có nhiều người lên mạng cứ than phiền Việt Nam tham nhũng mà được được bắt trọng giải quyết rất là triệt để, phải nói là tuyệt vời, chứ không phải giống như một số những thành phần không có hiểu con khỉ khô gì hết, lên rồi cứ ngồi đó cứ chửi bới xuyên tạc chẳng làm được cái gì, chờ sung rụng rớt xuống ăn, chỉ có cái giá điện với giá xăng dầu thôi mà ngồi đó bắt đầu là xuyên tạc chống phá làm thơ nữa chứ má ơi, tôi thấy mà ớn chà đậu. Trong nước thì vậy đó, mà qua được nước ngoài cái xứ gọi là tam quyền phân lập bắt đầu không dám hé môi. Các bạn biết ngay cả truyền thông độ bên Mỹ cũng vậy, các bạn nhìn mà ở ngoài ô Mỹ sao nó tự do ngôn luận đó, không dám đâu. Nhớ các bạn nhìn cái sự thật mới vừa xảy ra đó, đó cái thằng TikTok đó, cái thằng mà CEO TikTok, cái thằng mà phát minh ra cái hệ thống TikTok, anh chị các bạn thấy đó, nó là của Trung Quốc đó. Nó vượt qua hàng cả hàng Facebook luôn, các bạn biết nó kiếm lợi nhuận mà tới nỗi mà hàng chính quyền liên bang Mỹ nó ép thằng đó là phải nhượng quyền TikTok lại cho nó. Trung Quốc đâu có ngu gì mà để bán cho lại cho Mỹ, các bạn thấy không, lợi nhuận một cách vượt mặt hết mấy thằng khác. Nó bây giờ nó bắt cái thằng CEO của TikTok ra ngoài tường trình với lại quốc hội là tại sao anh dùng TikTok của anh để gọi là gây gây những cái gây ra những cái sự hoang mang trong xã hội thế này thế nọ, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ. Nó ép thằng đó, các bạn thấy những cái tụi mà làm luật, luật trong cái hệ thống thượng viện của Mỹ đâu, nó bắt thằng đó phải ra tường trình đấy. Cái thằng CEO đó nó cũng trả lời rất là thẳng thắn, nó chính phủ nó cho phép người dân được quyền tự do ngôn luận và trên cái vấn đề mà họ thể hiện sự hiểu biết trên không gian mạng. Hàng Mỹ bây giờ nó ra nó sẽ chính sách mà nó gọi là nó sẽ cấm TikTok không được hoạt động trên nước Mỹ và nhiều quốc gia ở trên cái châu Âu, hệ thống châu Âu, các bạn thấy nó khủng khiếp lắm, nó mị dân. Bất cứ những người nào mà làm mà những cái lợi nhuận mà khổng lồ ảnh hưởng tới quyền lợi của những cái nhóm tài phiệt chính phủ nó là nó ép người ta. Còn ở Việt Nam các bạn thấy hở lên cái là vi phạm nhân quyền đổ nảy nọ, vi phạm tự do ngôn luận, nó bịp bợm ghê gớm lắm. Rồi những cái dân mà gọi là đầu đất không hiểu và nhảy vô bắt đầu nước Mỹ của tao, nước Mỹ vĩ đại rồi, các bạn thấy nó rất là khủng khiếp. Về truyền thông của Mỹ nhìn bề ngoài như vậy đó, nó có cả một cái hệ thống gọi là FCC, Federal Communication Commission,
cái tụi này nó rất là quyền lực, mặc dù nó để cho dân sự, các bạn biết truyền thông đồ, rất là bề ngoài thì nói là tự do ngôn luận, mà đi chặt cái đường, cái guideline của nó, cái định hướng của nó coi, nó phạt tía má nhìn không ra, chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải Việt Nam ca sĩ nghệ sĩ tài tử lên mạng rồi trình bày những cái vấn đề mà phát ngôn một cách bừa bãi, rồi khóc lóc, rồi tự xưng mình là chúa tể sơ của cái, làm những cái chuyện mà các bạn biết đưa ra trên mạng, những cái những hệ thống truyền thông đó, nó thao túng nhau rồi đưa ra trên mạng, rồi nào là ăn mặc, rồi ôm đàn ông ôm nhau hung hít ở trên mạng. Bên Mỹ các bạn biết trong vấn đề mà nó gọi là national TV truyền thông, mà khi mà phát sóng rồi nó kiểm duyệt ghê gớm lắm, nó đều rấy đi nữa hết, nó gọi là rấy đi nữa, PG hay là O, từ cái sự phát ngôn ngôn ngữ rồi chiếu giờ nào, mà những cái đứa trẻ em dưới 18 tuổi không được, không được xem, phải có sự giám sát của cha mẹ, mà làm mà phát ngôn mà bừa bãi, mà cái những cái vấn đề mà cấm của truyền thông mà tụi FCC Mỹ nó phạt kinh hồn lắm, phạt tiền triệu chứ không phải là giỡn, tiền triệu đô, còn phải như giống Việt Nam, bởi vì cơ quan truyền thông Việt Nam còn còn lỏng lẻo lắm, các bạn biết mấy cái thằng tài tử nghệ sĩ Việt Nam đồ nó lạm dụng cái truyền thông Việt Nam, nó đi ra nước ngoài nó hấp thụ những cái đồi trụy theo những cái xứ Mỹ, mà nó nghĩ rằng đó là đúng, lên mà mặc đồ mặc quần mặc áo chẳng giống ai hết trơn, nó tự do nhưng mà phải nằm trong cái khuôn khổ pháp luật, tôi nói chuyện các bạn chứ không phải giỡn đâu. Ở bên Mỹ biểu diễn rồi trình bày đồ cũng vậy, ăn mặc nó tùy theo những cái chương trình phát sóng, cũng không phải phát sóng một cách bừa bãi, tại vì ở cái xứ tam quyền phân lập nó dùng là để nó trị những cái thành phần dân mọi rợ, nó đúng là như vậy, cái dân tạp chủng, cái dân mà họ họ đa văn hóa, còn mình là một đất nước dân tộc có văn hóa rõ ràng, văn hóa còn dân tộc còn, nhưng mà có người nói văn hóa mất thì mất dân tộc vẫn còn đó, dân tộc không có mất, người Việt Nam vẫn là người Việt Nam thôi, nhưng mà mất là mất gì, mất cơ chế, tại vì sao mưa lâu thấm đất, nó tuyên truyền những cái mà không đúng lên mạng, sử dụng những cái quyền lực của tụi nó thao túng xã hội, rồi bắt đầu ăn mặc rồi khóc lóc ở trên những cái mà truyền hình quốc gia rồi chèn nó coi phát ngôn bừa bãi, rồi làm phim thì chửi toàn là chửi tục không à, đưa vào hay mình bị đi cái điện thoại cái văn hóa nó đồi trụy, các bạn thấy không, ghê gớm lắm chứ không phải mấy mà nhà nước Việt Nam, tôi thấy nhiều khi tôi ngồi cũng lo lắm anh chị các bạn, thấy cái cách mà làm việc quá ư là lỏng lẻo, bởi vì tại sao mấy cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước ở ngoài nó lợi dụng những cái điều đó, các bạn thấy nó xỉa mỏ chó nó vào Việt Nam đi đặng mà nó chống phá ghê lắm, không phải giống như quý vị nghĩ đâu. Thôi thì tôi bận công việc rồi phải làm, chứ không thôi tôi chia sẻ, tôi giải thích để anh chị các bạn thấy rằng cái vấn đề mà truyền thông nó không cẩn thận là nguy hiểm lắm. Ở bên Mỹ phát sóng đồ nói năng tài tử, truyền hình điện ảnh đồ nói năng là phải chuẩn mực đàng hoàng, chứ không phải như ở Việt Nam. Chèn đất ơi, tôi mới nghe nói có thằng nghệ sĩ tài muốn làm The King, các bạn biết dịch ra tiếng tiếng Việt mà dịch theo cái nghĩa mà sát nghĩa của nó là chúa tể, đòi tự tử nữa. Má ơi, đúng là thấy bó tay luôn, kinh khủng. Thôi thì mình tạm dừng like đây nha các bạn, mình coi bắt vào tay vào công việc đây. Xin chào anh chị các bạn, bây giờ bye 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 bye.